Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập chống mù chữ phổ cập giáo dục quyền phong điền vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến đến 7 điểm cầu Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Năm học 2020-2021, quyền phong điền được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 và xóa mù chữ mức độ 2. Cùng với đó, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức, quy động học sinh ra lớp và thực hiện các giải pháp để duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học, bậc học được thực hiện thường xuyên. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển, tác động tích cực trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục.